Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ kiểm tra một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu DS Square đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ USPS nha các bạn. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này nó mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và vẫn chưa được khui ra kiểm tra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở kiện này ra để có thể kiểm tra mẫu mắt kính bên trong cũng như là cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm ngày hôm nay. Họ dán keo khá là chặt nha các bạn. Đây. Đây, bên trong chính là hai chiếc bóc mắt kính của chúng ta. Cùng với đó là hóa đơn đi kèm nè. Chiếc bóc khá là đẹp và ấn tượng nha các bạn. Với các họa tiết tổ ong trong màu đen nè. Đây là một mẫu đầu tiên của chúng ta. Rồi, mình sẽ kiểm tra mẫu tiếp theo. Chính là mẫu thứ hai của chúng ta, khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ quay trước một mẫu này nha, mẫu còn lại mình sẽ review trong video sau. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn về tổng quan chiếc bóc ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có hai tông màu. Đây là một tông màu đen nè với họa tiết tổ ong rất là ấn tượng. Và ở mẫu này chúng ta sẽ có một chiếc hộp màu nâu với họa tiết caro. Bên trong chính là nhân vật chính của chúng ta với một chiếc khăn lau màu tím nè. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Nó bám khá là nhiều bụi vải nha các bạn. Cái này thì chúng ta phải vệ sinh lại rất là dễ dàng thôi với một chiếc khăn lau hoặc là một tờ giấy, cái mỏng giấy ăn bình thường đó các bạn, mỏng thôi mà chúng ta sẽ vệ sinh nhẹ nhàng thôi nha các bạn. Rồi nói sơ về thương hiệu DS Square cho những bạn nào chưa biết thì Dean và Dan Carton là nhà thiết kế thời trang, đài phát thanh và doanh nhân người Canada. Họ là anh em sinh đôi giống hệt nhau và họ là những người sáng lập và là chủ sở hữu của DS Square, một hãng thời trang cao cấp của Ý có trụ sở tại Milan. Hai anh em họ tổ chức các buổi trình diễn thời trang công phu để giới thiệu quần áo, nè, giày dép, nước hoa và mỹ phẩm cho nam và nữ. Khẩu hiệu của DS Square là sinh ra ở Canada, sống ở London và sản xuất tại Ý. Các thiết kế của hãng đã được mang bởi Britney Spears, Madonna, Justin Timberlake, Kendrick Lamar và Ricky Martin, cùng với đó là Nicolas Cage, vân vân, rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Rồi đó là một vài nét sơ lược về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết. Bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây, mình sẽ lau sơ vào nha các bạn. Nhân vật chính của chúng ta được hãng bảo vệ. Hai chiếc càng kính này cũng rất là đơn giản, cũng giống như một số hàng, đó là một túi ni lông nhỏ bọc một bên càng kính, tạm thời mình sẽ lấy ra. Mẫu mắt kính ngày hôm nay sẽ có tên là DS Square Bright Black Plastic Unisex Sunglass, một mẫu kính mát dành cho cả nam lẫn nữ, thuộc bộ sưu tập Bright của thương hiệu DS Square. Mã sản phẩm này sẽ là DQ0307, mã màu 01A. Các bạn có thể đánh chính xác mã sản phẩm mình vừa đọc vào trang chủ của ship.vn để có thể tìm mua sản phẩm với giá tốt nhất. Độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 56mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn đều có link hướng dẫn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Tuy nhiên, trong thực tế khi các bạn chọn một mẫu kính, các bạn cần phải chú ý hơn. Thứ nhất là về hình dạng khuôn mặt của mình. Thứ hai là về chi tiết hai bên thái dương cực kỳ quan trọng nha các bạn. Để có thể chọn được một mẫu kính vừa hợp gu thời trang với mình, vừa mang lại cái trải nghiệm đeo thoải mái nhất. Về màu trong kính, chúng ta sẽ có màu đen nè.
Trong kính thì sẽ được làm bằng chất liệu plastic với ưu điểm là bền, an toàn khi sử dụng vì có tính dẻo, gần như là không bị nứt, vỡ, tránh việc mảnh kính bể văng vào mắt chúng ta. Được phủ một cái lớp chống trầy xước nè, cho độ cứng cao, độ trong suốt cũng cao, không thua kém gì thủy tinh nha các bạn. Dễ gia công nè, dễ nhuộm màu và tráng gương lên trồng. Có khả năng hấp thụ tốt tia UV, đó là những ưu điểm loại trồng kính plastic này mang lại. Về cầu kính, chúng ta sẽ có một chiếc cầu kính là 16mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 đến 26mm. Thông số đo của cầu kính chính là khoảng cách giữa các mặt kính. Càng kính thì chúng ta sẽ có chiếc càng kính 145mm, khá là dài. Hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có số đo kích thước được in ở bên trong càng kính bên trái. Ở mẫu này chúng ta sẽ thấy là ngay phần tay kính đây. Price, tên bộ sưu tập nè, và mã sản phẩm DQ0307, mã màu là 01A và dãy 3 số là 56, 16, 145, chính là độ rộng kính, cầu kính và chiều dài càng kính nha các bạn. Ở phần càng kính còn lại chúng ta sẽ có thông tin là tên thương hiệu thôi, rất là đơn giản, DS Square. Tiếp tục nói về dạng khung, chúng ta sẽ có dạng khung Bylot, một dạng khung rất là quen thuộc, dạng kính phi công với các bạn. Màu khung sẽ là màu đen nè, chất liệu khung ở đây sẽ kết hợp giữa nhựa acetate rất là an toàn nè, và kim loại rất là chắc chắn, bền bỉ. Không chỉ có vậy thì sự kết hợp này nó còn là điểm nhấn cũng như là mang lại cái nét thời trang rất là ấn tượng cho mẫu kính mát của chúng ta. Về phần nhựa acetate hay còn gọi là cellulose acetate, đây là một loại vật liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên, không gây dị ứng. Nó sớm được sử dụng trên mắt kính từ cuối những năm 1940. Gọng kính acetate thì ngày nay rất là đa dạng về mẫu mã nè, màu sắc cũng như là chất lượng ngày càng được cải thiện hơn. So với các vật liệu nhân tạo độc hại khác thì acetate có nguồn gốc từ sợi thực vật, hoàn toàn tự nhiên và an toàn với sức khỏe. Đặc biệt là vật liệu này có đặc tính bền, dẻo, dễ chế tác cũng như là trọng lượng khá là nhẹ. Về màu sắc thì nó cho khả năng pha trộn, phối ghép họa tiết tối đa luôn. Nhìn chung thì gọng kính acetate hội tụ đủ các ưu điểm như là đẹp, bền với nhiều mẫu mã tinh tế nè, sang trọng, đem lại cho người dùng cái sự tự tin thoải mái nhất khi đeo. Còn về phần khung kim loại thì phối hợp vào để tăng cái độ bền cho sản phẩm nha các bạn. Đối với kính dạng phi công mang cái phong cách cổ điển cũng sẽ cho bạn toát lên cái sự lịch lãm nào và sang trọng. Đối với những bạn có khuôn mặt hơi tròn hoặc là vuông thì bạn có thể ưu ái cho cái phong cách phi công này, bởi nó sẽ tôn lên cái hình dáng khuôn mặt và tạo cái hiệu ứng giúp cho khuôn mặt của bạn trông được thanh thoát hơn rất là nhiều. Đó là ưu điểm của kiểu thiết kế này. Về phần càng kính là các bạn có thể thấy là bên ngoài càng kính chúng ta sẽ có một đường chỉ kim loại nè, đó chính là thân của càng kính nha các bạn. Cùng với đó là tên thương hiệu được in trên đây, rất là nổi bật, DS Square 2, tăng cái độ nhận diện thương hiệu cho mẫu mắt kính của chúng ta rất là nhiều. Cả hai bên, bên ngoài càng kính chúng ta đều có tên thương hiệu được khắc lên, rất là nổi bật. Phần tay kính chúng ta sẽ được làm nhựa bóng nha các bạn. Đây, đuôi kính, đuôi của tay kính chúng ta sẽ có logo của DS Square hai bên luôn. Rất là nhiều điểm để chúng ta có thể nhận diện ngay thương hiệu DS Square. Và cũng giống như một số hãng, DS Square họ cũng khắc laser ẩn tên thương hiệu của mình lên ống kính bên phải như thế này, DS Square 2. Tất cả đều còn khá là hoàn hảo nha các bạn. Qua các góc quay các bạn có thể thấy nè, sản phẩm của chúng ta vẫn mới 100%, không hề có dấu hiệu cứng móc hay là trầy xước. Có chăng là chúng ta sẽ bị bám bụi bã như mình lúc nãy mình có nói đó. Rất là dễ vệ sinh thôi các bạn, chỉ cần lau nhẹ thôi. Nè, găng tay của mình chỉ cần lau nhẹ qua là nó bóng lại rồi, rất là đẹp. Các phần gối nè, khớp kính nè, rất là chắc chắn luôn. Hai bên gối kính còn rất là chắc chắn nha các bạn, đây. Rồi đó là một số góc quay thực tế về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay, cũng như là những chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến sản phẩm mắt kính DS Square. Hiện tại tại eShip.vn đang có rất là nhiều mẫu mã mắt kính với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như giá thành khác nhau đến từ nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.